Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai bộ mẹ con nha các bạn, hai bộ mẹ con nha. Đây, bộ mẹ con đầu tiên nè, mẹ Xin. Mẹ Xin vẫn được Xin các bạn, mẹ mẫu Bombay nha các bạn. Mẹ mẫu Bombay rúng yếm nghiêm chỉnh nè, bốn vú đều nè, chân móng sò hoàn thiện nè các bạn. Chân móng sò hoàn thiện nè. Mẹ này không lan giá nha. Chân móng sò nè, lông đuôi một chùm luôn. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Vẫn được Xin nè, được Xin uống nút. Được Xin uống nút. Sái mặt, sái lưng con được Xin là nghiêm chỉnh hết. Chân móng hoàn thiện hết các bạn. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn, 25 triệu. Đó, được Xin này cao 9.8 các bạn, được Xin này cao 9.8. Bà mẹ cao 1m23 bò, mẫu Bombay. Bà mẹ vẫn được Xin lứa 3 các bạn, mẹ vẫn được Xin lứa 3, được Xin uống nút nè, cao 9.8 các bạn. Bà mẹ bơm ba bê gần 2 tháng. Mẹ bơm ba bê gần 2 tháng các bạn. Đây, bà mẹ này bơm ba bê gần 2 tháng. Giá 25 triệu bạn, 25 triệu bộ mẹ con này các bạn. Mẹ bốn vú đều nè, rúng yếm nè, chân móng đều hoàn thiện hết nè các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết. Không có lan giá chỗ nào nha các bạn, mẹ mẫu Bombay nha. Mẹ cao 1m23 bò mẫu Bombay, vẫn được Xin cao 9.8. Bà mẹ vẫn được Xin là lứa 3. Mẹ bơm ba bê được gần 2 tháng. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn. 25 triệu bộ mẹ con được Xin này các bạn. Mẹ này mát sữa được Xin uống nút. Rúng vú đồ nghiêm chỉnh nè. Chân móng là sò hoàn thiện nè các bạn. Đó. Móng sò hoàn thiện nè. Rúng nè, không lan giá nè. Sái tích bà mẹ này nghiêm chỉnh hết các bạn. Vẫn được Xin uống nút. Xin cao 9.8. Mẹ vẫn được Xin lứa 3 các bạn. Bà mẹ bơm ba bê được gần 2 tháng. Bà mẹ cao 1m23 bò, bơm ba bê gần 2 tháng, giá 25 triệu các bạn. 25 triệu bộ mẹ con này các bạn. Mẹ mẫu Bombay nha. Vẫn được Xin uống nút, mẹ cực kỳ mát sữa các bạn. Được Xin uống nút nè, bật gu nè. Sái tích đồ nghiêm chỉnh nè. Được Xin uống nút các bạn thấy không? Chân móng đều hoàn thiện hết. Đây bộ mẹ con tiếp theo. Mẹ Xin vẫn được Xin luôn các bạn. Mẹ Xin được Xin, vẫn được Xin luôn. Mẹ mẫu Bombay luôn các bạn, cao 1m25 bò, vẫn được Xin. Đó. Mẹ cao 1m25 bò, vẫn được Xin, được Xin cao 1m. Và mẹ vẫn được Xin lưới nhây. Mẹ rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Bơ bơ bê được 1 tháng 10 ngày. Và mẹ bơ bơ bê được 1 tháng 10 ngày các bạn. Chân móng sò kiền khú luôn các bạn thấy không. Bơ bơ bê được 1 tháng 10 ngày, giá 26 triệu bộ mẹ con này các bạn, 26 triệu. Mẹ rúng nè, chân móng nè, móng sò hoàn thiện nè các bạn. Đó. Móng sò hoàn thiện nè. Vú đều nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh, sái mặt, sái lưng nè nghiêm chỉnh hết. Bò Hải Đồng nha các bạn, bò Hải Đồng nha. Ăn uống đồ rất giỏi, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Hai bộ mẹ con này chủ bao lòi hết nha các bạn. Bao lòi hết. Mẹ này cao 1m25 bò các bạn, vẫn được Xin cao 1m bò. Mẹ vẫn được Xin lứa nhì. Bà mẹ này bơm 3B được 1 tháng 10 ngày các bạn. Mẹ bơm 3B được 1 tháng 10 ngày. Giá 26 triệu bộ mẹ con này các bạn, 26 triệu. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Xây mặt, xây lưng rồi bà mẹ này nghiêm chỉnh hết các bạn. Bốn vú đều hết các bạn. Chân móng đi hoàn thiện hết, vẫn được Xin các bạn. Vẫn được Xin. Bò Hải Đồng nha các bạn, ăn uống đồ rất giỏi nha. Đó, được Xin nè, bật gu nè, sái tích nghiêm chỉnh nè. Được Xin này có điểm mi chút nha các bạn. Mẹ không lan giá nha, được Xin có điểm mi chút nha. Đó, bộ bì con này thì chủ báo giá là 26 triệu các bạn, 26 triệu. Được Xin này cao 1m bò. Mẹ bơm bơ bê khoảng 10 ngày. Bà mẹ cao 1m25 bò, giá 26 triệu bộ bì con này các bạn, 26 triệu. Gu sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, anh em là bạn bè nào cần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video nha. Bộ mẹ con, hai bộ mẹ con này chủ đều bao lòi hết các bạn.
gu nè, được xin là bật gu nè, sải tích đồ nghiêm chỉnh, mẹ cũng như vậy các bạn, mẹ sải tích đồ nghiêm chỉnh, bơm 3B được 1 tháng 10 ngày, vẫn được xin lưới nhì, giá 26 triệu bộ mẹ con này các bạn, 26 triệu, bộ hoa đồng nha các bạn, ăn uống đồ rất giỏi nha, mẹ là bơm 3B tháng 10 ngày các bạn, giá 26 triệu, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại bộ mẹ siêu, bộ mẹ con được xin đứng trước mặt bạn chủ báo giá là 25 triệu và bộ 26 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.